Xin sư cho con hỏi thế nào là quán thân trên thân, tương tự quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Quý vị à, cái câu hỏi này nó không đơn giản là một câu hỏi. Nó không đơn giản là một câu hỏi. Mà muốn giải thích rõ cho quý vị là sư mất ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Thôi thì sư khuyên quý vị đó, để trả lời cho câu hỏi này, vui lòng quay lại cái trang suttacentral, tìm bài kinh Đại Niệm Xứ, có cả trường bộ lẫn trung bộ, và quý vị coi ở đó Đức Thế Tôn giải thích rất rõ thế nào là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Tại vì đơn giản là câu hỏi của quý vị nó quá rộng đi, và nó muốn trả lời cho đủ nó tốn rất là nhiều thời gian. Cho nên là trong phạm vi cái buổi vấn đáp thì sư không thể nào sư trả lời được cho quý vị.